Thì cái phần đầu ấy là những cái phần giới thiệu về môn học rồi giới thiệu về các khái niệm cơ bản. Thì lý do vì sao chúng ta là phải quản lý dữ liệu ở trong database, rồi là database đó chúng ta cái gì, vân vân. Thì cái phần đó là cái phần mang tính chất giới thiệu nhé. Thì cái leg một là cái phần introduction, là phần giới thiệu. Thì thôi cái đấy sẽ không cần phải nói kỹ vì nó là những cái phần overview mà đầu những cái nguyên nhân, những lý do vì là tầm quan trọng của database hay là những cái khái niệm ban đầu về database như là cơ sở dữ liệu nó khác với cái cách lưu trữ thông thường như thế nào, rồi là khái niệm tiếp theo nó là về hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, Database Management System là cái gì. Đấy. Thì những cái đó các bạn đọc ở trên slide là nó sẽ khá là rõ thôi. Sang cái thứ hai bắt đầu là quan trọng này, đó là nói về cái mô hình dữ liệu. Đấy, cái mô hình dữ liệu thì chạy luôn lên cho các bạn xem. Sẽ lướt qua lại nhé. Mô hình dữ liệu. Đấy, như các bạn biết là mô hình dữ liệu là một cái nó cũng không khó nhưng mà nó rất là quan trọng để các bạn hiểu ngay về cái từ những khái niệm ban đầu về về database. Như sâu lên thì nó lại chưa chưa chạy slide sao nhỉ? Thầy sâu chắc là chưa chưa xem full screen rồi, để xem lại nhé. Ok. Cái đầu tiên mà các bạn cần phải nắm được cái trong database đấy là cái các cái mô hình dữ liệu. Đó là có thể định nghĩa đó là một cái ngôn ngữ hoặc là một cái ký pháp để mà chúng ta mô tả cái dữ liệu, nói chuyện về cái dữ liệu của chúng ta. Thì đấy gọi là cái mô hình dữ liệu. Các mô hình dữ liệu từ xưa đến nay mà dùng thì có thể nói là khá nhiều. Đấy, nhưng mà cái mô hình mà chúng ta đang sử dụng hiện nay và phổ biến nhất hiện nay cho đến bây giờ và tương lai cũng sẽ còn phổ biến nữa trong thời gian dài nữa, đấy là mô hình quan hệ. Thế nên chúng ta sẽ nhấn mạnh vào, các bạn sẽ phải chú ý và để ý rất là kỹ về cái mô hình quan hệ thôi. Tiếng Anh gọi là relational model. Cái mô hình quan hệ này thì cái tư tưởng của nó là lưu trữ dữ liệu dưới dạng một tập các cái bảng, hay còn gọi là các cái quan hệ, tiếng Anh gọi là các relation, cho nên người ta mới gọi là relational model. Đấy là cái mô hình quan hệ, là cái mô hình dữ liệu mà được dùng rất phổ biến cách đây vài chục năm trở về đây. Và theo dự báo thì trong tương lai nó vẫn còn sử dụng phổ biến nữa. Đấy, nhưng mà nó sử dụng ở trong cái trường hợp quản lý các cái dữ liệu theo hàng cột thì rất là phổ biến và nó sẽ còn thống trị trong cái lĩnh vực đó. Tuy nhiên thì bên cạnh relational model cũng còn một cái loại cấu trúc dữ liệu đang nổi lên và hiện nay cũng đang cạnh tranh rất là gay gắt với cái mô hình quan hệ. Đó là mô hình bán cấu trúc hoặc mô hình phi cấu trúc, tiếng Anh gọi là semi structure hoặc là unstructured data. Tuy nhiên là cũng theo dự báo thì cái mô hình bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc này là sẽ không thay thế hoàn toàn mà nó sẽ tồn song song với mô hình quan hệ, bởi vì là nó chỉ phù hợp với các dữ liệu kiểu văn bản, phù hợp rất nhiều với dữ liệu văn bản kiểu text, các document. Cho nên là nó không phù hợp lưu trữ ở trong các cái bảng theo kiểu dữ liệu hàng cột và ô như là relational model, nên người ta mới chuyển thể nó sang cái dạng dữ liệu theo kiểu gọi là bán cấu trúc, các document có các cái thuộc tính, có các cái property để lưu trữ và content của nó là các cái text, thì người ta mới sử dụng các cái mô hình theo kiểu bán cấu trúc như vậy. Là dữ liệu là nó sẽ free và nó không được quản lý quá là chặt chẽ như là mô hình quan hệ. Đấy, thì hai cái này theo dự báo là nó sẽ tồn tại song song, thì cái semi structure và unstructure nó cũng sẽ ngày càng phát triển lên, với dữ liệu của chúng ta càng ngày càng nhiều và càng được lưu trữ theo kiểu bán cấu trúc, nhưng cái những cái dữ liệu cần quản lý chặt chẽ ở trong các cái collection của các cái relation hoặc các cái table thì nó sẽ vẫn còn tồn tại và nó sẽ vẫn cần thiết cái mô hình đó. Cái thì về cơ bản là các bạn phải hiểu về cái mô hình dữ liệu là như vậy. Thế thì đối với cái mô hình dữ liệu quan hệ thì ta cần cần nắm một số cái điểm quan trọng như này. Mô hình quan hệ thì nó sẽ lưu trữ dữ liệu ở trong các cái bảng, tiếng Anh gọi là table, hoặc là trong các relation. Đấy, là tiếng Anh là reason nhưng tiếng Việt ta dịch là các cái quan hệ. Và nhìn nhanh thì các bạn thấy là cái đó nó cũng không 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 khác gì so với một cái bảng Excel, đúng không? Chúng ta thấy là có các hàng và các cột, trong đó các cột thì chúng ta còn gọi là các thuộc tính hay là các cái trường dữ liệu, còn các cái hàng thì chúng ta tiếng Anh gọi là row ấy, chúng ta còn gọi là các cái bộ số hoặc là các cái bản ghi. Đấy. Thì nhìn vào đó các bạn thấy nó cũng không khác nhiều so với một cái bảng Excel, nhưng trên thực tế là khi mà các bạn lưu trữ dữ liệu nhiều và nhiều về mặt số lượng các cái tuple, tức là các cái hàng dữ liệu, và nhiều ở mặt là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái bảng và các bảng này có cái sự liên
quan với nhau, các cái có sự mối quan hệ với nhau, thì chúng ta mới thấy cái sự phức tạp của toàn bộ cái database, tức là toàn bộ cái tập hợp các cái quan hệ của các bảng này, cộng với việc là chúng ta cần phải quản lý chúng, quản lý quan hệ giữa chúng nữa, thì ta sẽ thấy là lúc đó là cái vai trò của cái mô hình quan hệ lúc đấy nó mới quan trọng như thế nào. Thì các bạn cứ nhớ một số cái khái niệm chính của mô hình quan hệ là nó lưu giữ dữ liệu trong các bảng. Cái bảng thì bao gồm có các hàng và các cột. Đấy, các hàng còn gọi là các cái bộ số, và các cột thì còn gọi là các cái thuộc tính của từng cái đối tượng. Trong đó một cái hàng cụ thể là một cái đối tượng dữ liệu cụ thể. Đấy. Còn một cái cột là một cái thuộc tính của cái đối tượng đó. Đó thì nói về cái mô hình quan hệ thì ngoài cái việc khái niệm về một cái bảng hay một cái mô hình, một cái quan hệ, thì chúng ta chú ý đến cái khái niệm về cái gọi là cái lược đồ của cái quan hệ. Cái lược đồ thì nó chỉ là một cái mang tính chất mô tả lại cái cấu trúc của cái database của cái cơ sở dữ liệu đó. Còn chứ nó không phải là một cái khái niệm về một cái đối tượng gì đó mà lưu trữ dữ liệu cụ thể, mà nó là một cấu trúc. Khi mô tả một cái quan hệ thì chúng ta sẽ mô tả nó ra là nó có các cái cột gì và nó thuộc cái kiểu dữ liệu nào, tức là nằm trong cái domain gì. Ta có thể hình dung nó như là các cái domain, thì nó cũng giống như là các kiểu dữ liệu mà các bạn định nghĩa ở trong các cái ngôn ngữ lập trình như là Java. Rồi là nói đến khái niệm về khóa này. Khi nói về khái niệm về bảng hoặc là về quan hệ trong mô hình quan hệ thì chúng ta có khái niệm về khóa. Khóa là các cái trường mà xác định duy nhất các cái giá trị của các cái trường còn lại, thì chúng ta gọi là các cái khóa. Nó xác định duy nhất một cái bộ số. Đấy. Thì những cái khái niệm đó trên cái mô hình quan hệ là các bạn phải nắm. Đấy, khái niệm khóa này. Rồi là cái mô hình quan hệ, thực ra thì nếu mà nói về khái niệm của nó thì rất là đơn giản. Ban đầu thì chúng ta chỉ như vậy thôi, để chúng ta nắm được là cái mô hình quan hệ nó như nào. Sau đó chúng ta sẽ đi vào một cái loại ngôn ngữ dùng để thao tác với cái cơ sở dữ liệu, đó là ngôn ngữ truy vấn SQL. Thì còn những cái về cái mô hình quan hệ mà liên quan đến việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu theo cái mô hình đó, cũng như là tối ưu nó hay là chuẩn hóa nó như nào, thì chúng ta sẽ xem xét là một cái phần khác. Đó, thì cái việc đầu tiên nhé, cái nội dung các bạn cần nắm đó là các khái niệm về các thành phần trong cái mô hình quan hệ. Cái thứ hai các bạn cần phải nắm đấy là cái ngôn ngữ truy vấn SQL. Đây là một cái phần cực kỳ quan trọng của database, có thể là nói là một trong những phần quan trọng nhất của database. Đây là một cái ngôn ngữ giúp cho chúng ta thao tác với các cái mô hình, các cái dữ liệu ở trong các cơ sở dữ liệu trong cái mô hình quan hệ. Nó là ngôn ngữ truy vấn chuẩn. Đấy, và chúng ta có thể đọc là tiếng Anh thì ta đọc là SQL, đôi khi ta đọc nhanh là SQL. Đấy, hoặc tiếng Việt thì đôi khi các bạn cứ nói nhanh là ngôn ngữ SQL. Đấy, viết tắt thì ta cũng nói thế cũng được. Đấy, còn nói chuẩn ra thì kiểu giao tiếp bằng tiếng Anh thì chúng ta nói là ngôn ngữ SQL, hoặc là đọc nhanh là SQL. Đấy, đây là một cái ngôn ngữ mà nó cung cấp cho chúng ta các cái cú pháp để chúng ta thao tác với dữ liệu. Khi thao tác với dữ liệu thì nó lại có mấy cái chia làm mấy cái nhánh nhỏ là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, DDL là Data Definition Language, và ngôn ngữ thao tác dữ liệu là Data Manipulation Language. Ngôn ngữ dữ liệu thì có các cái câu lệnh phổ biến như là tạo bảng, rồi là tạo thay cơ sở dữ liệu, rồi là thay cập nhật bảng, hay là tạo các cái thành phần của một database. Đấy, đúng không? Còn ngôn ngữ thao tác dữ liệu thì ta lại có thể chia ra là hai loại, là ngôn ngữ cập nhật dữ liệu. Đấy, ví dụ như là đưa dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu này, chỉnh sửa dữ liệu này, xóa dữ liệu này, thì đấy là cập nhật. Còn ngôn ngữ loại thứ hai là truy vấn dữ liệu, tức là chúng ta lấy dữ liệu từ trong database để xem. Thì cái loại truy vấn ấy là cái loại mà nó không làm thay đổi cái nội dung của cơ sở dữ liệu. Còn cái ngôn ngữ mà cập nhật dữ liệu thì nó sẽ làm thay đổi cái nội dung của database. Thì nói về cái ngôn ngữ truy vấn ấy, thì các bạn để ý đến các cái câu lệnh, các câu lệnh. Thế thì các câu lệnh mà liên quan đến định nghĩa dữ liệu và cập nhật dữ liệu thì thực tế là các câu nó nhiều câu lệnh nhất, nhưng mà thực tế thì nó lại là các câu lệnh không phải khó. Ví dụ câu lệnh create rồi drop rồi enter là những add remove mà các cái field, đấy là những cái câu lệnh mà làm định nghĩa dữ liệu, thì nó có cú pháp rất là fix được, và các bạn cứ theo cú pháp ấy làm
sẽ được. Rồi kể cả các câu lệnh về thao tác nhưng mà update như là insert rồi là delete hoặc là update thì những câu lệnh đó cũng không khó. Cái phức tạp hơn cả thì nó nằm ở câu lệnh truy vấn. Đó là câu lệnh mà lấy dữ liệu ra thì cú pháp chung của nó là select from where, đúng không? Thế thì mấy cái phần đầu là các bạn học về những cái cú pháp cơ bản của select from where. Còn những câu lệnh khác thì cũng có mẫu ở đây nhưng mà nó không khó nên mà thôi chúng ta không nói lại qua nữa mà nó lướt nhanh qua đoạn này. Thì những câu lệnh đó thì những cái cú pháp của nó như là ở trên slide các bạn nhìn này đó. Thế thì cái môn học của chúng ta là có đầu tiên là chỉ nói nhanh về cái data model để cho các bạn nắm được là data model là nó đặc biệt là cái relational model ấy, là nó có những tính chất như thế nào để cho chúng ta có thể nhanh chóng đi vào cái phần thứ hai là cái phần ngôn ngữ truy vấn. Cái phần ngôn ngữ truy vấn thì ta sẽ có mấy chia làm mấy phần là từ cái loại basic sử dụng tới cái truy vấn ở cái mức cơ bản trên một bảng và chưa sử dụng các điều kiện phức tạp. Select from where, select danh sách các trường, from danh sách các bảng và where các cái điều kiện thì cái phần đầu nó khá đơn giản. Và dựa trên cái đó thì chúng ta cũng thực hiện ngay ở trên các cái database thì có hướng dẫn các bạn các cái loại database khác nhau từ database mức đơn giản cho đến là các cái database mức phức tạp hơn. Ban đầu thì chúng ta dùng SQLite, đúng không? Đây là một cái loại cơ sở dữ liệu mà gọn nhẹ và chạy trên các cái máy, nó chủ yếu sử dụng trên các ứng dụng nhỏ và đặc biệt là các ứng dụng trên di động thì hiện nay đang dùng rất phổ biến là SQLite. Đấy, thế thì cái phần đầu là nói về cái mô hình dữ liệu cũng như là các cái câu lệnh ban đầu ở trong SQL. Về cái các cái cú pháp cơ bản của SQL ấy, thì ta sẽ học ở cái slide thứ 3, cái bài giảng thứ 3, lecture 3 là về SQL Basic. Thế thì trong cái SQL Basic này thì là có một số cái mà các bạn cần lưu ý. Mấy cái slide đầu thì nói về cái vấn đề, nhắc lại vấn đề khóa này. Sau đó là cách chúng ta input dữ liệu vào trong trong bảng, và trong khi input dữ liệu trong bảng thì có một vấn đề rất quan trọng trong SQL các bạn cần chú ý là cái lỗi SQL injection. Thực ra nó là một cách tấn công vào các cái cơ sở dữ liệu mà để hở cái lỗi đó thôi, chứ nó không phải là một cái lỗi. Đấy, vậy là nó tận dụng cái việc mà ghép các cái string ở trong cái câu lệnh SQL để tạo ra một cái câu lệnh khác, chèn ngầm vào một cái câu lệnh khác có tính chất phá hoại. Đấy, ví dụ thay vì insert dữ liệu là ghép một cái string vào trong cái trường VACHA của database thì nó tìm cách để nó chèn vào một cái câu lệnh xóa database, xóa bảng hoặc là xóa các cái dữ liệu của database. Đấy, thì khi mà thực hiện cái insert thì các bạn hết sức chú ý đến cái câu lệnh. Thực ra không phải insert mà kể cả câu lệnh khác, cứ có cái giá trị mà string cần được đưa vào trong câu lệnh là các đối tượng tấn công nó còn chèn vào những cái câu lệnh để làm phá hoại cái dữ liệu của chúng ta, nên là phải hết sức chú ý từ cái đó. Thì thực ra hiện nay thì nhiều database nó cũng ngăn chặn được, nhưng mà tốt nhất là chúng ta sẽ ngăn chặn từ cái phần client, tức là từ phía code client là chúng ta đã tiến hành ngăn chặn rồi. Trong cái phần 2 này thì là chủ yếu nói về cái việc là các cái lệnh ban đầu của SQL cộng với việc là sử dụng cái SQLite như thế nào, cộng với một số cái mệnh đề mà bổ sung một chút cho cái cú pháp là select from where. Select from where thì các bạn thực hành ở trong SQLite thì các bạn biết là ba cái phần đó nhé: select from các cái trường này, đây là danh sách trường này, from danh sách các bảng này, và where là các cái điều kiện. Thì cái đó thì nó không phải khó, cho nên các bạn thực hành ở trên cái SQLite là chúng ta sẽ thực hiện được cái câu lệnh ở mức đó. Thêm vào các cái mệnh đề như là distinct là lọc ra các cái trường dữ liệu, các cái bản ghi phân biệt, đúng không? Order by là tiến hành sắp xếp các cái kết quả theo các cái trường nào đó. Rồi là cái phần này cũng nói nhanh về cái join, nối dữ liệu giữa các cái các bảng khác nhau thông qua các cái trường liên kết bằng khóa ngoại. Đấy. Thế thì ở đây cũng diễn giải nhanh về cái join. Thực chất thì nó là việc chúng ta kết hợp các cái bản ghi ở hai cái bảng với nhau. Đấy, và có thêm cái điều kiện kết hợp. Đấy, thường thì chúng ta sẽ có một cái cột để kết nối, và cột kết nối đó chính là
một thì là khoa ngoại ở bên một cái trường bên phải, và một là cái trường khoa chính ở bên cái bảng bên trái. Thì chúng tối thiểu là chúng ta sẽ kết nối thông qua cái cột đó. Còn cái trường hợp mà nó kết nối theo cái kiểu gọi là vô điều kiện thì nó rất là ít, nó là cái cross join thì nó ít khi xảy ra. Thì cái slide thứ hai này cũng có giới thiệu nhanh về cái join. Còn sang cái slide thứ ba về SQL thì nó nói về cái bắt đầu nói về cái phức tạp hơn cái slide thứ ba về SQL, nhưng mà thực ra là cái bài giảng thứ tư là lesson 04 này, nói về cái SQL aggregate. Thì cái thực ra cái 04 và cái 05 đi với nhau là SQL aggregate và grouping. Aggregate đây thì là giải thích nhiều hơn về cái join. Cái join giải thích về cái join thông thường mà chúng ta sử dụng đó là inner join. Còn cái mà chúng ta sử dụng một cái kiểu join khác so với inner join thì chúng ta phải đưa thêm cái tường minh cái khai báo đó vào là cái outer join. Thì các bạn chú ý đến cái phần join nhé, thì chúng ta có hai cái loại join là inner join và outer join. Inner join thì khá dễ hiểu, đấy, tức là như vừa nói là chúng ta kết hợp các cái bản ghi ở bảng bên trái với bản ghi ở bảng bên phải thông qua điều kiện tối thiểu là cái điều kiện nối, còn có thể bổ sung thêm các điều kiện lọc khác. Và trong cái slide đó thì cũng có diễn giải cái join đó, nó chính là cái thực chất nó là thực hiện các cái vòng lặp lồng nhau ở trên hai cái tập các cái và quan hệ, đúng không nào? Còn với cái outer join ấy, thì nó khác biệt ở cái inner join ở chỗ là nó thực hiện kết nối kể cả khi ở bên cái bảng đối tác của nó không có cái bản ghi để kết nối. Thì khi mà chúng ta muốn hiện ra cả những cái dữ liệu như vậy thì chúng ta phải dùng những outer join. Cho nên là cái slide thứ hai nó nhấn mạnh vào cái việc là dùng kết nối inner join và outer join. Đấy, còn nói về cái hàm tổng hợp thì cái hàm tổng hợp thì nó có mấy cấp độ. Hàm tổng hợp ở trên một trên một bảng và chưa thực hiện các cái thao tác nhóm thì nó còn khá đơn giản. Đấy, ví dụ như là ta thực hiện các cái hàm cao, sum, average, max, min, nhưng mà hiện nay đang thực hiện, nếu thực hiện ở trên một bảng mà chưa có các cái thao tác group thì nó còn mức khá là đơn giản, đúng không? Và khi sang mà kết hợp với group nữa thì nó phức tạp hơn. Đấy, các bạn nhấn mạnh vào cái chỗ này nhé, là kết hợp giữa grouping và aggregate. Đấy, thì cái phần khó nhất của SQL có lẽ là cái phần là kết hợp giữa grouping và aggregate. Thực ra thì còn một cái phần cũng khó nữa là cái phần subquery. Đấy, nhưng mà nó lại khó theo một cái kiểu khác, đó là cách chúng ta lấy giấy tạo ra một cái relation con ở trong một cái relation động ở trong một cái câu lệnh. Đấy, còn cái aggregate này thì nó khó cái phần là chúng ta phải có cái logic tổng hợp dữ liệu, rồi là logic tiến hành nhóm dữ liệu nào cho nó đạt yêu cầu, đây là cái phức tạp của nó cho đó. Thế thì tổng hợp lại nhé, là trong cái phần SQL thì các bạn chú ý là cái phần basic của nó thì khá dễ, hình như bạn nào cũng phải nắm, là cái phần select from where, áp dụng thêm các cái mệnh đề như distinct hoặc là order by vân vân. Đấy. Sang cái phần join thì nó đã bắt đầu phức tạp hơn rồi, là đấy là chúng ta phải kết hợp dữ liệu giữa nhiều bảng chứ không còn phải là một bảng nữa. Đấy, nhưng mà khi kết hợp giữa nhiều bảng thì các cái kiểu join các bạn phải nắm như là inner join hoặc là outer join, đúng không? Đấy là hai cái phân biệt lớn trong cái join. Và cái phức tạp đến cấp độ cao hơn nữa là cái aggregation và grouping, và sau đó là đến phần subquery. Các bạn đợi một chút nhé. Thấy, recording stopped.